Là tôi xin chào tất cả các anh em cận thủ đang mình gạch tổ quốc. Hôm nay tập là một clip rồi một lô cần câu nha mọi người. Thì lô câu này đa phần những cần là cần carbon. Có cây đầu tiên là cây phíp, những cây này là những cây cắm gốc đọt sợi tiết tinh, và đây là những cây cần hệ của Shimano ở đây qua. Rồi để vô cụ thể từng cây cho mọi người xem, sắp bán hàng cho mọi người kiểm tra hàng trước khi thanh toán. Nếu hàng lỗi không clip sắp lên đó thì em cứ gửi về cho shop nha. Rồi cảm ơn mọi người. Đến lên cây thứ nhất tham khảo. Thì cái thứ nhất lên cho mọi người là một cây cần của Olympic. Thì cái này là một cây cần phíp, phen của nó là phen Fuji và quang, bát của nó là bát thẳng. Thì cây này nó chuyên về cho anh em nào câu ngâm, câu tra, câu chép, câu lăn xê ha. Phen rất là đẹp luôn, phen Fuji Sit, phen Fuji và quang. Phen rất là mới. Thì cái chỗ này là nó rất xước nha mọi người, chứ không phải là dập bể gì đâu. Đây, đó. Thì anh em cứ về câu, cái này mà lỗi chỗ này thì bảo hành cho mọi người luôn. Đó. Đây, phen rất là đẹp ha. Đó, phen Fuji Sit và quang, bù và quang luôn. Thì cây này dài 2m6, cứng ra tập khoảng 50 thôi nha mọi người. 2m6 cứng ra tập khoảng 50 thôi. Chuyên về cho anh em mà còn ngâm. Đó. Cần thì nó có xước xác nè. Đó. Cây Olympic hàng của Korea nhé. Hàng của Hàn Quốc xuất Nhật. Cần còn rất là ok. Đó. Đánh cảm giác cực kỳ đã. Thì cây này nặng là 445g, đọc 3 ly 3. Giá công khai cây số 1, giá là 300 mọi người, 300 cộng ship cây số 1. Tiếp theo cây số 2. Cây số 2 lên cho mọi người là một cây cần 2 khúc. Thì cây này một cây cần 2 khúc, dài 1m8 nhá. 2 khúc dài 1m8. Bát của nó là bát Fuji. Đó, bát Fuji. Thì đặc biệt của cây này là cây này độc của nó là độc sợi tinh nha mọi người. Đây, nguyên cây này là nguyên cây độc sợi tinh. Đó. Loại này thì anh em nào chuyên về cho anh em nào câu bạo lực đó. Độc sợi tinh này rất là bền nha mọi người, bền cực kỳ luôn. Phen là phen Fuji, phen là phen hãng nha mọi người. Phen này phen hãng nè, đó, phen hãng. Bu của nó là bu Fuji nha mọi người, bu Fuji, bu Fuji chống sắn luôn, bu rất là xịn, bu Fuji chống sắn, bu xịt luôn nhé. Thì cây này dài 1m8, độ cứng của nó để là từ 60 đến 100 gửi nha. Cây này anh em là cột trên bè, nạo cá là thổi thả ga luôn. Đó. Bát Fuji cắn còn rất là đẹp. Chỗ này nó bị xước nha mọi người, xước nhiều cây nó cắn nhau nó xước nè. Nhưng mà đọt sợi tinh này anh em cứ yên tâm, đó, đánh thì vô tư, không biết chừng nào mới lỗi thôi. Đó. Rồi thì cái này nặng là 265g, đọt 2 ly 1, giá công khai cây số 2, giá là 450k nhé. Tiếp theo cây số 3. Cây số 3 lên cho mọi người là một cây cần cắm gốc. Thì cây này là cây cần cắm gốc, dài 1m6 nha mọi người. Đó. Thì đa phần những cây cắm gốc này thì chị thị trường nó để về nhá. Đó, cắm gốc dài 1m6. Đọt của những cây cắm gốc này là đọt sợi tiết tinh nha mọi người. Đọt này đọt sợi tiết tinh nè. Đó. Đọt đặc sợi tiết tinh. Mấy đọt này tải lực cá là rất là căng luôn á. Thì cái này nó cứng để là tầm khoảng 80 đến 120 mọi người. Cứng ra tầm khoảng 820 đến 120. Bát của nó là bát Fuji, bát còn rất là đẹp. Nào, phen là phen hãng nha mọi người, phen xứ xám, phen hãng. Phen cũng còn rất là ok, chân phen ok hết. Cấp nói đây, đó. Khá là lực. Cái này về cho anh em là cột trên ga, trên bè. Đó. Này là mạo cá, thả ga luôn. Đó. Mua mà anh em mua mấy cái này chuẩn bị mùa nước nổi về á, câu trên bè khỏi chơi. Cán là cán dẹp, cán máy chèo, cán còn rất là mới nè. Đó. Thì cái này nặng là 330g, đọt 2 ly 3, độ cứng ra tầm khoảng 80 đến 120, giá công khai cây số 3, giá là 700 người, 700 cộng xếp cây số 3. Tiếp theo cây số 4. Cây số 4 lên cho người quẳng một cây cần cắm gốc, nhưng mà cây này được cái là hai đọt nha mọi người, hai đọt. Thì cây này dài chỉ có 1m65 thôi. Đó. Cây này dài 1m65. Cây số 3 dài 1m6, cây số 4 dài 1m65 nha, dài hơn tí. Cán cũng vậy, cán dạng cán máy treo. Đây, cán máy treo, cán dẹp ha. Cây này được cái hai đọt, một đọt cứng 80, một đọt cứng 60, 80, một đọt cứng 120, 100 gửi nha. Tất cả những đọt này đọt sợi thủy tinh. Đó. Làm cho anh em tăng cảm giác cá lên với
tăng cái lực chịu tải lên, đòn rất là cứng. Thì cái này fan của nó là fan Fuji nha mọi người, fan Fuji loại xám nè, tất cả fan ok hết nha, không lỗi. Buông mọi người, buông Fuji loại xám, keo chỉ ok ha mọi người. Bass là bass Fuji, fan là fan Fuji tem vàng nha, bass của nó là bass Fuji tem vàng nha mọi người, đó, fan fan Fuji. Cặp nói đây sẽ thể tinh nhá. Thì cái này chiên cho anh em câu trên ghe chín bè, cái này nặng là 338 gram, đọt 2 ly 1, độ cứng là 60-80, đọt 2 ly 6, độ cứng là 100-120, giá của hai cây số 4, giá 1 triệu nha mọi người, 1 triệu cây số 4. Tiếp theo cây số 5, cây số 5 lên cho mọi người vẫn một cây cần cắm gốc. Thì cái này của hàng Olympic sản xuất nha mọi người, Olympic sản xuất. Gốc phôi nè, phôi carbon nha mọi người, đây để là carbon roll. Cái này dài 1m8, độ cứng là 30. Bass của nó là bass Fuji, cần thì còn rất là mới đây đó, cần rất là mới luôn. Bass Fuji khúc fan Fuji luôn, khúc trên đây là khúc tháp nha mọi người, khúc tháp sẽ tiết tinh đó, cho tăng độ tải của cần lên đó. Bù là bù Fuji nha mọi người, Fuji luôn. Đó. Tổng thể cần này nó ra tầm khoảng 90-95%, cần còn rất là mới, tam hoàng. Cái này quản đề cho anh em coi trên ghe, trên bè nha mọi người, đó, trên thuyền. Loại cắm gốc này thì chuyên về cho anh em câu trên quăng thì nó không đi xa rồi, nó chỉ có để trên ghe để thả xuống thôi. Đó. Nhưng mà được cái tải lực tải nó rất là cao. Rồi. Thì cái này dài 1m8, nặng là 233 gram, đọc 1 ly 5, giá công khai cái số 5, giá 700 nha mọi người, 700 cái số 5. Tiếp theo qua đây, và đây là những cây cần câu cảm giác. Tiếp theo cây số 6, thì cây số 6 lên cho mọi người là một cây cần dạng chuyên về cho anh em đánh cảm giác. Đây, cây độ cứng ra tầm khoảng 30 thôi nha anh em, độ cứng ra tầm khoảng 30 thôi. Fan của nó là fan Fuji, fan Fuji. Fan Fuji, cán là cán thở 3 phút nè, bát là bát Fuji. Fan Fuji thì cái này dài là 2m45 nha mọi người, dài 2m845. Cái này chiên về cho anh em là câu cảm giác, câu cá trắng hay câu hanh, câu cháp cũng rất là ok, câu trên biển. Cái này đầu cứng ra tập khoảng 30-20 thôi nhé. Cần còn rất là đẹp luôn. Đây, test đọt cho mọi người xem. Đó, thế này. Đó. Băng cảm giác cá lên nhé. Thì cái này nặng là 275 gram, đọt 2 ly 3, fan bass Fuji, giá công khai cái số 6, giá là 450k nha mọi người, 450k cộng ship cái số 6. Tiếp theo cái số 7, thì cái số 7 lên cho mọi người là một cây cần một khúc. Thì cây này một cây cần một khúc dạng cần nội địa. Đây một cây cần của Sakura, một cây nội địa nha mọi người, Sakura. Bass của nó là bass Fuji F6, bass Japan. Cán máy treo, thì cán máy treo nó có bị đứt cái này một tí nè. Đó. Chỉ quấn cái cần rất là đẹp nè. Cần thì tổng thể rất là đẹp rồi. Đó, cây này sắp tay về. Phen là phen Fuji. Đó. Bu là bu buxit cho mọi người, bu này buxit nhá, bu rất là đẹp luôn. Đây cái đầu đanh của đọt nè, đó. Khá là cao nha mọi người, đó. Đầu đanh với đầu nảy rất là cao. Cái này anh quẹt cho anh em nào có chích bè, đó. Chọc lỗ, cầu rất là ok. Thì cái này dài chỉ có 1m1 thôi nha mọi người, dài 1m4, nặng là 113 gram, đọt 1 ly 2. Thì độ cứng cái này ra tầm khoảng 15-20, giá công khai cái số 7, giá là 700 nha mọi người, 700 cộng ship cái số 7. Tiếp theo cây số 8, cây số 8 lên cho người vẫn một cây cần hechi. Thì những cây hechi này dạng cần của ta quấn chỉ quấn keo lại nha mọi người, gọi là cần nghệ nhân gì đó. Thì đây một cây hechi dạng cũng nghệ nhân luôn, hàng nội địa. Phôi của nó là phôi carbon nè mọi người, phôi carbon, bass tầm bass Fuji. Thì cái này dài là 1m85 nha mọi người, dài 1m85, đọt 1 ly 6. Độ cứng của cái này ra tầm khoảng, đây độ cứng ra tập khoảng 10 thôi, 10-15 thôi, độ cứng rất là dịu luôn.
Đây, đó. Đây. Cái đầu đành này, đó. Đó, bu ra đây. Đó. Tất cả ok hết nha mọi người. Phen phôi ok hết. Những cây độc đanh thế này anh em về câu cháp, câu hành, đồng thời câu bóng đục rất là ok luôn. Đó. Rất là nhạy nha. Thì cái này dài là 1m85, độc 1 ly 6, nặng là 154 g. Rồi giá cũng khai cây số 8, giá là 750k nha mọi người, 750k cây số 8. Một cây độc diệu nhé. Tiếp theo cây số 9, thì cây số 9 lên mọi người vẫn là cây cần he chi dạng cần giả trúc. Thì đây một cây cần he chi sơn giả trúc. Đó, đây phôi là phôi carbon sơn giả trúc, đây làm cái ngắn giả trúc rất là đẹp. Đó, bát từ bát fuji japan. Đó, dạng cần nội địa nha mọi người. Đọt đọt thấp, fan của nó là fan fuji, bu là bu xít nhá, bu xít, bu các bạc xịn luôn. Đó, dạng chống sắn mà bu xít. Cái này về cho anh em mà câu cá trắng, câu cá hanh, câu cháp, câu tôm rất là ok, câu trên bè. Thì cái này dài 2m1 nha mọi người, dài 2m1, cán thì cán mái chèo phôi carbon tem đây. Đó. Thì cái này dài đọt của nó là 1 ly 1 nha mọi người, đọt 1 ly 1, dài 2m1, nặng 160 g. Cái độ cứng ra tầm khoảng 20 nha mọi người, nhưng mà độ cứng đọt nó rất là nhạy luôn nè. Đó, độ cứng đọt nó rất là nhạy luôn. Rồi giá cũng khai cây số 9, giá 700 nha mọi người, 700 cộng ship cây số 9. Tiếp theo cây số 10, cây số 10 lên cho mọi người là một dạng cần máy ngang. Thì nhưng mà cây này một cây chuyên về cho câu ngâm nha mọi người, cái này câu câu ngâm nhá. Máy ngang này là máy ngang câu ngâm chứ không phải là máy ngang câu lùa, nói rõ với mọi người vậy luôn. Khoen là phen fuji loại xám, bát tập bát thẳng. Thì cái này một cây cần của Tika, đó, một cây kita Tika. Đó, cho nên nào dạng thích con máy ngang mà dạng con ngâm thì nó đây, phen fuji loại xám nhá, rất là đẹp, buông chống sắn, phôi của nó là phôi carbon. Đó, hàng Tika, hàng máy ngang, đó, phôi carbon rất là đẹp. Cái này dạng anh em câu trên bè, anh hơi câu ngâm, dạng máy ngang, chuẩn bài. Thì cái này nặng là 147 g, đọt của nó là 1 ly 3, dài 1m95, giá công khai cây số 10, giá là 400 nha mọi người, 400 cây số 10. Nếu sát và độ cứng thì cái này nó ra tầm khoảng 20 nha mọi người, độ cứng ra tầm khoảng 20 so với cần he chi. Đây là những cây cần hệ. Tiếp theo lên cho mọi người là một cây cần đại hoa. Thì cây đại hoa này còn túi nữa nha mọi người, còn túi. Phen của nó là phen fuji xít chân gòn. Đó, phen fuji xít chân gòn. Thì cái này thuộc dạng cần là cần he chi. Đó, cần chiên về cho anh em có cảm giác. Cái này còn túi luôn nhá, còn túi. Cái này dài là dài 2m4, 2 đọt. Đó, 2m4, 2 đọt, dạng xít gòn mọi người. Đó, rất là đẹp. Cán là cán gỗ nha mọi người, cán cán gỗ. Bát tà bát fuji. Thôi dạng sẵn hai da nhá. Đó, sẵn gần guốc luôn. Rất là đẹp. Thì cái 2m4 độ cứng 10 và 20 nha mọi người. Đây, hàng xịt con rất là xịn luôn. Còn túi nhá. Thì cái này nó nặng là 220 g nha mọi người, nặng 220 g, đọt 2 đọt 1 ly và đọt 1 ly 2. Đó. hàng nội địa nha mọi người, hàng nội địa, tem ở đây rất là đẹp luôn. Còn chị thì hai đọt, một đọt cứng 50, một đọt cứng 15-20 nha mọi người. Cái này dạng về trên cho anh em câu trên ghe, trên bè, câu cảm giác. Đó, đọt nó sẽ là đọt thấp và đọt nó cực kỳ nặng cá luôn. Đó, cực kỳ nhạy cá luôn nha mọi người. Đây, đó. Rồi, giá công khai cái số 11, giá là 1,2 triệu nhé. Tiếp theo cái số 12.
cái 12 lên cho mọi người một cây cần của Daiwa. Thì đây một cây cần dạng giá bán là giá thanh lý luôn, cây Daiwa Holylock carbon sáng ít. Đây đó, point của cây này thì rất là mới, bát là bát Fuji tam vàng, point rất là mới và đẹp. Rồi không có gì để chê hết. Thì cái cứng 50 dài 3 mét nha mọi người, chỉnh cho nên là con lăng C, con ngâm đó. Phen là phen Fuji loại xám. Thôi thì bao chỉnh rồi đó. Nhưng mà cái phen của cây này thì nó có hoài chỉnh phen độ oxy hóa nha, để soi kỹ cho mọi người xem đó. Bán hàng thì cố gắng soi kỹ cho mọi người xem. Đây độ oxy hóa thế này, nhưng mà không ảnh hưởng gì đâu, phen nó còn rất là cứng luôn đó. Thế này không à, đó ngoài phen nó sẽ bị oxy hóa, nhưng anh em về dạng câu thì anh em yên tâm không ảnh hưởng gì hết. Cần rất là xịn, phôi rất là xịn luôn. Giá cái này là giá chỉ có 800k thôi nha mọi người, cái số 12 chỉ có 800k thôi đó. Rất là giá cực kỳ mềm. Thì cái này nặng là 415g, đọt 2D7, giá công khai 800, cây số 12, cứng 50, dài 3m, 3 phút. Tiếp theo cây số 13, cây số 13 lên cho người vẫn là một cây cần hệ. Thì cái này là cây cần đai qua đó. Phôi là phôi carbon nha mọi người, đó, phôi carbon. Đây một cây cần, đây là đai qua phen lá nha mọi người, đó, một cây phen lá. Thì loại phen lá này thì dạng đánh đa năng, anh em có thể câu lua, câu ngâm, rất là ok luôn. Phôi carbon trắng ha, đai qua relock. Bát ta bát đây qua đó. Fuji phen lá, Fuji phen lá xít nhá. Hồi của cần rất là đẹp luôn, lá xít. Thì cái cứng 50 dài 2m4 đó. Carbon nguyên cây nha mọi người, buộc chống sắn nhiều nhiều cái gì từ lũng trên nè đó. Rất là xịn luôn. Thì cái này sản xuất tại Taiwan mọi người, sản xuất tại Taiwan, càng xịn và mới đó. Đây, test đọt cho mọi người xem đó. Khá là lạnh nhé. Thì cái này nó nặng là 260g, đọt 21, dài 2m4, cứng 50, giá công khai cây số 13, giá là 1.4 triệu nha mọi người, 1.4 triệu cộng ship. Càng rất là đẹp luôn. Tiếp theo cây số 14, thì cây số 4 lên cho mọi người là một cây cần Shimano, một cây cần hệ. Thì cây này còn túi luôn mọi người, còn túi luôn. Thì cây này độ mới theo shop đánh giá ra khoảng 95%, rất là mới. Cái cản nghe quà nữa nè, còn rất là mới luôn. Phôi nữa đây, phôi sáng ít ha, chân keo nguyên zin nè, phen Fuji loại xám rất là đẹp. Bát là bát Fuji Shimano, bát từ cao. Này, phen rất là đẹp luôn. Đọt cái này là đọt tháp mọi người, đọt tháp tăng độ tải với cần nha. Thì cái này độ cứng H thì cái này nó so với độ cứng thì nó rơi tầm khoảng 80 đến 100 nha mọi người, 80 đến 100. Cái này dài 2m4, hàng nguyên zin, độ mới rơi khoảng 95%, rất là mới. Cái này dạng chuẩn về cho nên nào thích sưu tầm đó. Buộc chống sắn, buộc dạng buộc xít môi chè, xứ rất là dày. Rất là đẹp luôn, sẵn gần gút ha. Khỏi chê. Thì cái này nặng là 220g, độ 1D5, độ cứng ra tầm khoảng 80 đến 100, dài 2m4, giá công khai cây số 14, giá 1.5 triệu nha mọi người, 1.5 triệu cây số 14. Tiếp theo cuối cùng cây số 15, thì cái này vẫn còn túi nha mọi người, còn túi luôn. Cái này dài 3m, độ cứng vẫn là 80 đến 100, cây vẫn còn rất là mới đó. Nhưng nó sẽ không mới bằng cây kia, vì cây này nó có một vài điểm xước do quá trình vận chuyển.
đây mọi người, xước ở đây một tí nè, đó. Nhưng mà phôi thì phôi phen thì nguyên zin rất là mới. Báo tầm bát phun xi. Đây. Cái này cứng 80 đến 100, dài 3 m. Ờ, phen rồi không phun xi, loại xám. Buông nó vẫn là buông xít nha mọi người, buông xít mơ chày. Cần thì rất là ok, rất là mới nha. Đây, một vết xước ở đây nữa. Nó được cải cái này nó dài 3 m 3 phút. Đó. Thì cái này nặng là 284 g, đọc 1 đi 6. Giá công khai cây số 15, giá là 1 triệu 5 nha mọi người, 1 triệu 5 cây số 15. Rồi, đã tổng cộng 15 cây cần lên cho mọi người hôm nay. Nếu mọi người ưng cái nào chốt là shop số điện thoại, shop tự động liên hệ với mọi người nha. Rồi, cảm ơn mọi người.